mai là ngày 9 Tây tháng 1 đấy, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Việt Nam. Hiện tại mình đang có mặt tại số 1 Tràng Thi, nhà anh xe ôm Ken đi ăn sáng với mình. Ken da đen này, đấy mọi người sẽ đi ăn sáng tại Việt Nam nốt ngày hôm nay. Rồi, anh xe ôm của mình ngày hôm nay thuê anh xe ôm này là hơi bị đắt tiền. Đấy. Rồi, giờ sẽ chuẩn bị đi ăn sáng. Hôm nay thì ăn sáng ở đâu hả Ken ơi? Hôm nay đi ăn bún đốc phố cổ. Bún đốc của phố cổ. Nghe ổ gì nhỉ? Ô Quan Trường đúng không? Chỗ ấy là rất là đầu gấu ấy. Lát nữa rồi mình sẽ đi. Ok. Hiện tại giờ mình đang trên con phố Hàng Ngang Hàng Đào này, một trong những con phố gọi là Ginza khủng bố bán cháy của Hà Nội. Đấy, toàn được fake, bán hàng hoàng fake. Đấy, theo như bạn mình nói giờ sau bao nhiêu lâu vẫn bán hàng hoàng hoàng fake. Đặc biệt là ở đây có nhà bạn Vũ nữa, anh thỉnh thoảng đây có cả chùa chứ các thứ. Chết rồi, chết rồi, tôi đi nhầm đường. Ông đi nhầm đường, mẹ sẽ ông nhầm mẹ đấy, nhầm mẹ gì đấy. Đấy, xong lại còn có ca nhạc kia nữa, rất là hay ho. Đâu, hình như đây. Ok, thì giờ đang trên đường đi ăn sáng. Thì hôm nay mình sẽ ra chỗ Ô Quan Trưởng ấy, là một cái chỗ nhìn một trong những cửa ô ở vào Hà Nội ngày xưa. Đẹp lắm, đây này. Cái ô này là cái ô quan trọng nhất, rồi giờ mình cùng tham quan Ô Quan Trưởng ấy. Vâng, hiện tại giờ thì mình đang ăn với bạn Linh Ken ở đây. Bát bún này trông lạ quá, mình ở đây bao nhiêu lâu rồi chưa bao giờ ăn được cái bát bún mà nó giống như thế này cả. Thường là mình sẽ kiểu cho bún cho vào đấy sẵn, đây là ăn kiểu ăn kiểu chấm như thế này. Đấy, cũng hay ho phết đấy. Chưa biết ở đây nào, đây có vẻ quang cảnh ăn ở đây. Đây là table for thu rồi, mà ở đây cũng có mỗi thu cái table. Đấy, quán rất là bé bé, ăn ngay cạnh chỗ để xe đấy luôn. Dân chơi rất là tiện lợi. Đằng sau của mình đây là chỗ Ô Quan Trưởng ở đây nữa. Only in Việt Nam, mà chỉ có Việt Nam mới có cái kiểu ăn như thế này. Được đấy. Đấy, bên này ngay một cái cửa hàng của người ta nữa này, đang buôn bán ngay cạnh bên này luôn. Mà được cái ăn bún ở đây rất là ngon, rất là thích. Cái kiểu mình chưa bao giờ được ăn ấy. Về Việt Nam này, cái món gì mà cũng chưa bao giờ được ăn hết này, chết dở. Tôi phải gọi sân nữa rồi chưa? Hơi ít. Thank you.
Vâng, như vậy là chỉ sau khoảng tầm hơn 10 phút thôi là hai ông mình đã ăn hết. Ken thì ăn nhanh hơn, trong vòng 5 phút đã ăn xong hết rồi. Với là dân đi tập gym một khác, ăn rất là nhanh. Đấy, thì với hai cái bát đấy như của mình là khoảng tầm hết 60.000. Tức là một bát là 30.000 thôi. Thế là hơn có 150 yên gì đấy, rõ ràng rẻ. Trong khi đó 150 yên ở Nhật mình nó làm mua được mỗi cốc nước, chai nước là hết tiền mất rồi. Đấy, xong rồi đúng không, ăn uống ở Việt Nam này là số 1. Mình sang bên Nhật Bản tôi thề nó không có ăn uống hay cái gì hết nữa. Nó vẫn phải ăn, chịu khó phải ăn tiếp. Đấy. Tại giờ mình đang có mặt trên con phố Lương Văn Can. Và địa điểm tiếp theo của bọn mình là ăn bánh bao buổi sáng này. Thế vì ăn cái món kia rẻ quá mà lại phải ăn tiếp. Ăn chưa no. Ở Việt Nam này rất nhiều các quán ăn nó cứ ngay cạnh nhau này. Có đi xe máy này nữa nên rất là tiện. Nên là mình sẽ tiếp tục đi ăn bánh bao này hôm nay. Sự giới thiệu của Ken. Nếu biết là bánh bao nào đây. Con phố Lương Văn Can à, đang là chả cá gì này. Chả cá la vong. Ok. Vâng, thì bây giờ mình đã mua bánh bao xong ở đằng sau đây. Thì chỉ có với khoảng tầm 54.000 đây là mình đã có một 4 cái chiếc bánh bao rất là tuyệt vời này rồi. 54.000 là khoảng tầm 250 yên gì đấy. Rẻ thế không biết mà ở Nhật đếch gì cũng đắt. Ta đi tình. Chào ông ơi. Yo, it's up. Vâng, thì bây giờ mình lại đang có mặt ở nhà Ken. Giờ thì mình đã chuẩn bị thưởng thức món bánh bao tại nhà Ken như thế này đây. Trông rất hấp dẫn với nhau, còn nóng hổi mặc dù mới vừa đi từ ngoài vào, đúng không? Đi rất là nhanh. Đấy, bánh bao bên trong giống to như thế này thì bom 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 này rất là thích ý kimochi. Ok, cắn miếng xem bên trong có gì. Sao ngon không? Ngon phết đấy ông ạ. Bên trong này là còn có rất là nhiều những cái tạp phế lù bên trong này. Đâu thịt này, xong rồi có cả rạp sườn này, giống kiểu miến á, xong có cả trứng nữa này, khác xa lại kiểu bên Nhật Bản nó giống kiểu mỗi thịt là thịt không thôi, hay là ở Nhật Bản có cả pizza ở đâu, bánh bao pizza nữa. Hôm nay tôi mua hai loại đấy, có một loại trứng cút nữa. Trứng cút đó. Loại này là rạp sườn. À, rạp sườn. Ngon phết, ăn thêm miếng nữa. Sau hai bánh bao này ông còn muốn ăn gì nữa không? Có. Lại tiếp. Em tiếp ở Việt Nam trên đường đồ ăn phải ăn uống liên tục như này. Lên cân là thấy bụng mình này như kiểu được 3-4 tháng rồi. Hay không vậy? Bây giờ là khoảng tầm 12 giờ trưa. Hiện tại giờ mình hôm nay nghỉ không thèm ăn trưa để chuẩn bị đi mua quà cho các bạn ở trên chỗ chợ Đồng Xuân. Mặc dù trời cũng hơi mưa như thế này nhưng mà cũng phải chịu khó. Hiện tại giờ mình đang đi dọc ở trên bờ hồ thế này. Chỗ phố nhà mình ở đây rất là đẹp. Rất thích cái chỗ này. Đấy, rất là thoải mái. Dù trời hơi mưa thế này thôi nhưng vẫn thích đi bộ.
không đi xe nữa, hôm buổi cuối cùng rồi, coi như đi dạo như thế này rất là xịn. À đây lại có cái tháp hóa phong này ở đây nữa. Đấy, mở đi đến chỗ này phải chui vào cái tháp như thế này. Đẹp như đấy, cái chỗ này mình ngày xưa hay đi bộ để đi học này, xong đi học về hay đi qua đây, còn ngắm tháp rùa ở bên kia mới xịn như thế. Không chỗ nào đẹp bằng cái chỗ hồ nhà mình cả. Vâng, là mình vừa mới mua ô mai ở hàng đường này xong đây. Đấy, được hai cái túi như này. Túi 60.000, túi 30.000, đắt phết. Giờ Việt Nam thì đắt. Ăn ô mai ngon mà Việt Nam. Ô Việt Nam ô mai như thế này. Ở chứng minh Trung Quốc có nữa sao? Thế bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến phố chợ Đồng Xuân ở ngay trên kia. Chiều rồi cơ à? Đấy phết. Sang đường nguy hiểm vãi. Mình đang ở trong khu chợ Đồng Xuân để đi mua quà các bạn mình ơi. Ở trong khu chợ là trông có bé bé xinh xinh như thế này. Và giá đồ đây phải mắc cả anh các thứ. Mình sẽ vào đây mua sắm. Thấy cái chợ này nó rất là to, mênh mông bát ngát bạt ngàn như thế này. Không khéo là cũng đúng rồi, hơi bị lạc, loạn, không biết đi tìm mùa ở tầng mấy nữa. Mình là vừa mới đi mua được mấy cái đồ đây rồi, mấy cái con này. Mặc áo dài này, búp bê áo dài này, nhìn trông rất là hay xịn này. Đấy, có thể hôm nay là mission complete, chuẩn bị đi về nhà này, hôm nay được ok. Đông quá. Xong cho các bạn bên nước Nhật này, đồ quà cáp cho cả mấy ông chủ rồi bạn bè nữa đấy. Thì bây giờ sẽ ngồi ở hàng khay đây, ngồi nghỉ tí để chuẩn bị về ăn trưa. Cát Linh hôm nay ăn hơi muộn, không khéo là phải giảm cân tí.